Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: công bố sớm điểm sàn nhóm ngành y khoa, sinh viên thỏa sức vươn xa khởi nghiệp nhờ cái nuôi vững chắc là trường đại học, Đại học Văn Hiến với nhiều chính sách hỗ trợ thí sinh trong mùa tuyển sinh 2024, sinh viên học cách trải nghiệm để thành công, Đại học FPT Cần Thơ. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vững Bước Tương Lai, được phát sóng hàng tuần vào lúc 16:20 Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại trên kênh YouTube truyền hình Vĩnh Long và fanpage Vững Bước Tương Lai. Để bắt đầu chương trình sẽ là những thông tin giáo dục tuyển sinh từ các trường đại học trong tuần qua. Kính thưa quý vị, vừa qua, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn, nhận hồ sơ xét tuyển sớm cho các nhóm ngành y khoa. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Năm 2024 là năm đầu tiên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển sớm. Trường xét tuyển sớm dựa vào kết quả kỳ thi SAT cho các ngành y khoa, răng hàm mặt với chỉ tiêu 5% mỗi ngành. Thí sinh tham gia xét tuyển cần có kết quả SAT từ 1.340 điểm trở lên. Thời hạn chứng chỉ SAT còn hiệu lực 2 năm tính đến ngày hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển. Bên cạnh đó, thí sinh cần đạt điều kiện cần của phương thức này, gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có tổng điểm thi của 3 bài thi môn toán, hóa, sinh và điểm ưu tiên nếu có, phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng công bố mức điểm sơ tuyển, cụ thể ngành y khoa theo từng phương thức. Phương thức xét học bạ nhận hồ sơ từ 8,3 điểm, phương thức xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 650, đồng thời thí sinh cần có học lực lớp 12 phải đạt từ loại giỏi. Ngoài các phương thức xét tuyển sớm đã được công bố thì các trường đại học trên còn xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mới đây, lễ kỷ niệm 30 năm tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố và lễ trao giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm học 2023-2024 đã được long trọng tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Đây là cuộc thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BTS) tổ chức suốt 30 năm qua. Trải qua 30 năm, kỳ thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng tầm kỳ thi cấp quốc gia vào năm 2001. Đặc biệt, kỳ thi lần thứ 30 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 vừa qua đã ghi nhận màn tranh tài của 2.200 thí sinh từ 250 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Đây là một cái sân chơi học thuật rất là bổ ích cho học sinh. Việc mà các em sử dụng tốt cái máy tính này cũng có rất là lợi thế trong cái việc mà làm tốt các cái bài thi trắc nghiệm môn toán, môn học tự nhiên trong thời gian vừa qua. Sau những nỗ lực bền bỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty BTS đã vinh dự đón nhận kỷ lục kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay thường niên lâu năm nhất tại Việt Nam từ năm 1995 do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vikings xác lập. Để tiếp tục thì công ty đã có một cái ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là 5 năm kể từ năm 2024 đến năm 2029 để cùng đồng hành với Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động giáo dục, trong đó có kỳ thi của máy tính cầm tay Casio. Sự kiện này là minh chứng cho sự cam kết và tâm huyết của các nhà giáo dục và các đối tác trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra một môi trường học tập tích cực cho các em học sinh, không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai sau này. Kính thưa quý vị, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với chiếc nôi vững chắc về kiến thức, tầm nhìn và tài chính. Từ đây đã có nhiều dự án được triển khai, đem đến cho xã hội những sản phẩm Make in Việt Nam, Make in sinh viên Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phóng sự ngay sau đây. Với chủ đề Đổi mới sáng tạo hướng đến một tương lai xanh, Innovation Toward a Green Future, cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp do Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã chính thức được khởi động. Cuộc thi mong muốn tìm kiếm nhiều ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới một tương lai xanh, giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội. Cuộc thi này cũng là nền tảng của rất nhiều dự án đã gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua. Dự án Simcucha, dòng sản phẩm trà lên men, kombucha từ vỏ hạt cacao, mực hoa dừa và trái cây Việt Nam. Dự án này đã liên tiếp đạt giải cao trong các cuộc thi, đã hoàn thiện công nghệ và sẵn sàng chuyển giao công nghệ để đưa dòng sản phẩm nước uống lên men tiếp cận với người tiêu dùng. Cái nhiệm vụ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của nhà trường đó là
thúc đẩy cái tinh thần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, học sinh của nhà trường. Và cái mục tiêu ở đây đó là các bạn sinh viên có được những cái kiến thức, kỹ năng cần thiết để mà các bạn có được cái tinh thần tư duy của một doanh nhân, đó là tinh thần tự chủ, tự làm chủ bản thân. Cùng với những ý tưởng được hiện thực hóa, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối, đưa các bạn sinh viên đến gần hơn với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư để vấn đề tài chính được hỗ trợ tối đa cho các ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi, có thể triển khai ứng dụng thực tế. Nhà trường cũng từ cái ý tưởng lãnh đạo chỉ đạo chung như là xây dựng trường đại học đổi mới sáng tạo để hướng đến đại học số, thì sinh viên phải được hưởng lợi từ những chủ trương định hướng này, được học tập trong môi trường học tập tốt, đạt chuẩn quốc tế, được đầu tư các trang thiết bị ở các phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính, đạt chuẩn để các em có đầy đủ điều kiện để nghiên cứu, để sáng tạo những cái ý tưởng của mình trong thời gian học tập tại trường. Việc giúp các bạn sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, thúc đẩy một văn hóa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các sinh viên có thể phát huy hết tài năng và các ý tưởng của mình, chính là sứ mệnh của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Hải Trường xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, khoảng thời gian này là khoảng thời gian cao điểm của mùa tuyển sinh. Các bạn học sinh khối lớp 12 thì cũng chuẩn bị tích cực cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bậc phụ huynh thì cũng lo lắng cho con em của mình về việc tài chính nè, rồi đâu đó chính là môi trường học tập, làm thế nào để hỗ trợ cho con em của mình chọn đúng ngành nghề và trường học. Nắm bắt và thấu hiểu được những nỗi lo này, thì Trường Đại học Văn Hiến cũng sẽ có rất là nhiều những các chính sách với mong muốn hỗ trợ dành cho quý phụ huynh và các bạn học sinh. Để có thể hiểu rõ hơn về những chính sách này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật khách mời hôm nay. Xin được giới thiệu sự góp mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến. Chào quý khán giả, quý phụ huynh và các học sinh. Xin được giới thiệu sự góp mặt của Thạc sĩ Lưu Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến. Kính chào quý vị khán giả, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Em nghĩ là trong khoảng thời gian của mùa cao điểm tuyển sinh như thế này thì các bạn học sinh cũng như là các phụ huynh cũng sẽ có rất là nhiều những nỗi lo khác nhau, đặc biệt là với những bạn chưa có những cái định hướng về công việc, về nghề nghiệp của mình. Vậy thì với vai trò làm ở phòng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh thì không biết là cô Phương có thể chia sẻ những cái gạch đầu dòng, những cái lưu ý để giúp cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được cái ngành học và trường của mình được không ạ? Cảm ơn MC. Thật sự đây là một giai đoạn khá là quan trọng đối với các bạn thí sinh. Để cho các bạn có thêm nhiều thông tin trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như là trường đại học thì tôi có thể gợi ý cho các bạn một số nội dung như sau. Thứ nhất là các bạn phải thật sự hiểu bản thân mình, các bạn biết đâu là điểm mạnh của mình và các bạn muốn trở thành ai trong tương lai. Sau khi mà các bạn lựa chọn cái ngành học phù hợp thì các bạn sẽ tìm xem những cái ngành của mình đang chọn có các trường nào đang đào tạo. Các bạn có thể lên website của các trường để các bạn tham khảo về chương trình đào tạo. Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo về các cái chỉ tiêu của nhà trường, các cái phương thức xét tuyển cũng như là các cái chính sách học phí để xem là có phù hợp với điều kiện gia đình của mình hay không. Và các cái chính sách học bổng trong thời gian các bạn làm sinh viên thì nhà trường có sự hỗ trợ gì cho các bạn hay không. Sau khi mà các bạn lựa chọn được cái môi trường phù hợp, cái trường phù hợp rồi thì các bạn sẽ bắt đầu đến, các bạn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các cái chỉ tiêu của cái ngành học của các bạn và các cái phương thức xét tuyển để các bạn có thể nắm các cái thông tin liên quan về thời gian và các bạn đăng ký xét tuyển vào các trường. Hiện tại Trường Đại học Văn Hiến đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ. Các bạn muốn đăng ký xét tuyển vào trường thì các bạn có thể đăng ký xét tuyển online trên hệ thống thông tin của nhà trường. Dạ, em nghĩ là với tất cả các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại thì khi chỉ cần một chiếc điện thoại như thế này thì các bạn có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu những thông tin. Và thậm chí những bạn Gen Z thì các bạn chọn những ngành nghề giống như sở thích của bạn bè của mình hay gia đình của mình. Vậy thì với góc độ là một người đã làm giáo dục lâu năm, thầy có thể chia sẻ là trong năm 2024-25 này đại đa số thì các bạn sẽ học những ngành học như thế nào ạ? Cảm ơn MC. Thì Trường Đại học Văn Hiến là với 39 ngành nghề đào tạo. Thì những cái ngành nghề này đó là nó có cái xu hướng là phù hợp với lại cái xu hướng và cái nguyện vọng của cái thế hệ Gen Z. Thì cái thế hệ này đó thì đáp ứng những cái nhu cầu đào tạo như vậy đấy, thì nhà trường đã có những cái ngành như là kinh tế, tài chính ngân hàng, logistics, ngành các ngành về sức khỏe, ngành điều dưỡng, rồi về ngôn ngữ, kỹ thuật, rồi công nghệ, vân vân. Thì trong năm 2024 trường có mở thêm những ngành mới như là các ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình, rồi các ngành về kiểm toán, ngành về kỹ thuật về môi trường. Với cái định hướng đào tạo về ứng dụng á, thì ngay từ khi mà bắt đầu vào nhà trường thì các em có thể thực hành những cái trải nghiệm liên quan đến các ngành nghề thực tế của mình.
Và trong cái quá trình học tập á, thì các em cũng được thường xuyên tiếp cận với lại những cái ứng dụng thực tế của cái chương trình đào tạo, và các em cũng được tham gia những cái học kỳ doanh nghiệp, và như vậy thì các em được trang bị những cái kiến thức thực tế, và các em có thể tự tin đối với nhà tuyển dụng sau khi mà các em tốt nghiệp và không cần phải đào tạo lại. Dạ, em nghĩ là với tất cả những thông tin mà thầy vừa chia sẻ thì tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh khi theo dõi những thông tin này thì các bạn sẽ dễ dàng yên tâm hơn. Nhưng mà em nghĩ là cá nhân của em cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn liên quan về đi học đại học, cho nên cái việc về tài chính nè, rồi ăn ở, rồi sinh hoạt ở một môi trường đại học như thế nào thì cũng được rất là quan tâm. Xin được mời cô chia sẻ về điều này. Trong năm 2024 thì nhà trường có chương trình là MyU đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh. Đây là một chương trình mang tính nhân văn cao, phù hợp với lại triết lý đào tạo của nhà trường thành nhân trước thành danh. Thứ nhất, khi mà các bạn hoàn thành đăng ký xét tuyển học bạ tại trường thì các bạn sẽ được tặng 1 triệu MyU Coin. Số lượng MyU Coin này thì các bạn có thể chuyển sang đóng học phí tại trường, hoặc là các bạn có thể mua các cái thực phẩm, mỹ phẩm, hoặc là các bạn có thể đem thanh toán cái học phí các cái khóa học ngắn hạn. Thứ hai là khi mà các bạn sẽ được tặng thêm một cái gói khám sức khỏe tại một cái phòng khám thuộc trong hệ sinh thái của Hùng Hậu. Đây là một việc mà các bạn sinh viên cần phải làm khi mà các bạn tham gia nhập học tại trường Đại học Văn Hiến. Đồng thời thì trước mỗi năm học, khi mà các bạn làm thủ tục nhập học thì nhà trường cũng sẽ có một cái đội để hỗ trợ quý vị phụ huynh cùng các em học sinh đi tìm cái phòng trọ có thể đảm bảo, các phòng trọ đảm bảo về sự an ninh cũng như là phù hợp với các bạn sinh viên trong suốt cái quá trình học của các bạn. Đồng thời thì nhà trường cũng có thêm một số chính sách học bổng để dành cho các bạn học sinh trong suốt quá trình học, ví dụ như là dành cho các bạn mà có thành tích học tập tốt hoặc là các bạn có ý chí tiến thân. Đồng thời thì trong suốt nhiều năm gần đây thì trường Đại học Văn Hiến cùng với quỹ Trái Tim Hùng Hậu đã luôn là một cái đơn vị bảo trợ cho các bạn sinh viên đang học tập tại trường. Với tất cả những gì mà thầy cô chia sẻ thì em nghĩ rằng là mình có rất nhiều những chính sách khác nhau dành cho các bạn sinh viên khi mà nhập học tại trường Đại học Văn Hiến của mình. Vậy thì với những bậc phụ huynh thì trường của mình sẽ đồng hành và hỗ trợ ra sao ạ? Khi mà đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hiến thì MyU sẽ tặng cho các em là 3 cái thẻ bảo hiểm y tế. Thì trong đó là một thẻ bảo hiểm y tế, một là cho bản thân các em, và hai đó là dành cho người thân của các em. Người thân ở đây có thể là cha, mẹ, anh chị, hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc bạn học sinh đó. Đấy, thì cái chương trình này đấy thì có thể nói rằng là như khi nãy cô Phương nói là nó có cái tính nhân văn. Và đồng thời đấy là coi như nhà trường cũng thực hiện góp phần thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân, coi như đó là một cái đường lối và chính sách của nhà nước. Ngoài ra đó thì nhà trường cũng còn có cái quỹ tạo công ăn việc làm cho cái người trực tiếp mà nuôi dưỡng và những là người thân của các bạn khi mà trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hiến. Thì khi mà có con vào học ở nhà trường á, thì đặc biệt là nhà trường cũng biết rằng là phụ huynh sẽ có muôn vàn cái nỗi lo về tài chính, nỗi lo về nơi ăn chốn ở cho con cái của mình. Thì với cái hệ sinh thái Hùng Hậu á, thì có hàng trăm cái doanh nghiệp kết hợp với lại cái chương trình MyU á, thì nhà trường á, là cũng có cái chính sách là tạo công ăn việc làm cho người thân của các bạn sinh viên, để có thể là các phụ huynh nó có thể là an tâm để nuôi dưỡng con mình để ăn học. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Em nghĩ là MyU sẽ là một trong những ý nghĩa rất lớn đối với những ai là gọi là thành viên của gia đình Hùng Hậu cũng như là trường Đại học Văn Hiến. Vậy thì mình có thể chia sẻ cụ thể hơn về mục đích ý nghĩa của MyU là gì được không ạ? Thì MyU là một doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái và kết nối các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đây là những doanh nghiệp có cùng mục tiêu và giá trị với nhau để cùng kinh doanh và phát huy vai trò trách nhiệm xã hội. MyU và Đọc Văn Hiến là hai cái đơn vị thành viên cùng nằm trong hệ sinh thái này, đó là cái hệ sinh thái Hùng Hậu cùng với 100 cái đơn vị thành viên khác. Thì mỗi đơn vị thì sẽ hoạt động trong một hoặc là nhiều cái lĩnh vực khác nhau, cùng hỗ trợ cho Đại học Văn Hiến và sử dụng nguồn nhân lực do trường Đại học Văn Hiến đào tạo ra. Chương trình MyU đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh là chương trình mang tính chia sẻ, gánh vác trách nhiệm xã hội cao và có tính nhân văn, hoàn toàn phù hợp với triết lý giáo dục của trường Đại học Văn Hiến, đó là thành nhân trước thành danh. Thì nhà trường hy vọng từ cái chương trình này đó sẽ là một cái sự khích lệ về tinh thần và mạnh mẽ đến các bạn thí sinh để vượt qua thật tốt kỳ thi trung học phổ thông và đạt được ước mơ vào đại học, có được tương lai tươi sáng và rạng rỡ cho bản thân mình. Đối với chuyên mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai,
Sau chuyên mục này thì quý phụ huynh và các bạn học sinh lại có thêm những sự lựa chọn dành cho mình khi không biết là mình sẽ chọn ngành nghề nào và trường nào. Thì rõ ràng hôm nay thì Đại học Văn Hiến của chúng ta đã có thể chia sẻ nhiều hơn liên quan đến những thông tin về trường. Và với cô Phương làm công tác tuyển sinh thì có thể chia sẻ thêm những cái tips nè để các bạn có thể tự tin hơn khi mà đăng ký và lựa chọn trường học cũng như là ngành nghề của mình được không ạ? Theo tôi thì khi mà các bạn lựa chọn được cái trường đại học phù hợp thì các bạn sẽ xem thử xem là trường đang cho xét tuyển với các cái phương thức nào. Các bạn lựa chọn cái phương thức phù hợp với năng lực của các bạn ở giai đoạn hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển sớm vào các trường đại học, trong đó bằng phương thức là xét tuyển học bạ hoặc là bằng điểm thi đánh giá năng lực. Cái việc xét tuyển sớm sẽ giúp cho các bạn giảm được cái áp lực thi cử và sẽ giúp cho các bạn sẽ có nhiều cơ hội để đậu vào trường đại học, vào cái ngành mà các bạn yêu thích. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng nên chăm sóc về sức khỏe của mình, ăn uống đầy đủ để các bạn có một cái sức khỏe tốt và một cái tinh thần minh mẫn để các bạn có thể làm bài thật tốt trong các cái kỳ thi quan trọng sắp tới ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô rất là nhiều. Em nghĩ là với thầy, một người đầy tâm huyết với giáo dục, thì thầy cũng sẽ có những chia sẻ dành cho các bạn có thể tự tin hơn lựa chọn ngành nghề và trường học của mình. Em xin mời thầy ạ. Thì tôi chỉ có cái câu nói là gì, tức là sẽ chúc cho các em là có thể là đạt được cái kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các em được trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hiến với những cái ngành nghề mà mình ưa thích và sẽ là cái hành trang trong cái hội nhập và tương lai của cuộc đời mình. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy cô rất là nhiều đã tham gia và chia sẻ trong chuyên mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai. Và đây chắc chắn sẽ là những thông tin đầy bổ ích dành cho quý phụ huynh và các bạn học sinh. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng đến với các tiểu mục khác quý vị nha. Kính thưa quý vị, vừa qua các bạn sinh viên của trường Đại học FPT Cần Thơ đã có một buổi giao lưu chia sẻ vô cùng thú vị với các diễn giả là các nhạc sĩ, biên kịch, hoa hậu nổi tiếng. Với chủ đề trải nghiệm thành công, các nhân vật đã chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm cá nhân từ dấn thân đến thành công. Và đây là nội dung trong phóng sự Trường học tương lai. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong một buổi tối cuối tuần, các bạn sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ đã có một hoạt động vô cùng hấp dẫn và thú vị. Đó là buổi chia sẻ F-Talk với chủ đề Trải nghiệm và thành công. F-Talk là chuỗi chương trình thường niên do trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức, là nơi mà để các bạn học sinh sinh viên có cơ hội gặp gỡ những diễn giả nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện, những góc nhìn, những trải nghiệm cá nhân. Có rất nhiều bạn, đặc biệt là trong sinh viên của Đại học FPT chẳng hạn, thì có nhiều bạn bây giờ đang là giáo sư dạy của Đại học Tokyo, Nhật Bản. Nhưng trước đây khi bạn là sinh viên thì bạn là một cậu sinh viên rất là hiền lành, khép kín, không hề tham gia nhiều hoạt động hay gì cả. Mỗi người sẽ có một cái thử thách riêng trong cuộc đời của mình. Có người thì sẽ phải có một con đường sôi động, tưng bừng, vui vẻ. Nhưng có người thì sẽ có những con đường rất là thâm trầm nhưng mà nó có cái độ sâu. Nên ai cũng sẽ có một cái lợi thế riêng của mình, sẽ có cái quả núi riêng của mình cần phải leo. Trải nghiệm nó không chỉ là mình trải qua một việc gì đấy. Cái điều quan trọng nhất và đầy đủ nhất của trải nghiệm đó là mình phải nghiệm ra được sau những trải qua đó. Và rất tin chắc rằng là mỗi một người ở những môi trường khác nhau, không phân cấp là đô thị hay là thành thị hay là nông thôn hay là vị trí cao hay thấp, thì mỗi một nơi sẽ có một những trải nghiệm khác nhau. Quan trọng nhất là bạn trải qua cái gì và quan trọng nhất là bạn nghiệm được cái gì. Và cuối cùng thì Vai Đất muốn nhấn mạnh đó là cái cơ hội nó sẽ đến bất kỳ lúc nào và bất kỳ mọi nơi. Cho nên là nếu cơ hội đến, các bạn nhớ nắm lấy. Và cơ hội có đến được hay không một phần là do chúng ta có ở vị trí mà cơ hội có tới hay không. Từ thành công và kể cả thất bại của các diễn giả cũng đem đến cho các bạn trẻ những thông điệp ý nghĩa, từ định nghĩa của thành công là gì đến việc vượt qua những rào cản về ngoại hình, về những áp lực của tuổi trẻ hay bài học khi thất bại. Các bạn trẻ cần xem đó cũng là những trải nghiệm đáng giá. Một trong những cái câu mà em rất thích và nó cũng liên quan đến chủ đề của cái buổi talk show ngày hôm nay, đó là trải nghiệm bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là mình đúc kết được nó như thế nào. Mình có trải nghiệm N lần nhưng mà mình không có bài học từ những cái trải nghiệm đó, dù là thành công hay thất bại nha, thì những lần sau mình cũng sẽ tiếp tục thất bại thôi. Quan trọng là trong mỗi lần mình có cơ hội được trải nghiệm một điều gì đó mới, mình nhặt được, mình sửa được, hoàn thiện được một cái khuyết điểm của bản thân và bổ sung được một cái điểm mạnh chẳng hạn, thì nó vẫn còn tốt. Và hãy cố gắng mỗi lần mình được có cơ hội làm một cái điều gì đó thì hãy có bài học từ đó. Sau khi mà em nghe được bốn cái bài chia sẻ của các anh chị thì bài nào cũng làm những cái ấn tượng đối với em. Tuy nhiên là ngay từ ấn tượng đầu tiên thì em đã nghe cái bài của anh Đinh Tiến Dũng, tức là giáo sư Cù Trọng Xây, thì em đã có cho mình một cái khái niệm về thành công là như thế nào và những cái mình cần phải tỉnh táo trước thành công. Thì bản thân em đang là một sinh viên của ngôi trường đại học FPT này thì em cần phải
hiểu cho mình như thế nào là thành công một cách hoàn chỉnh, để mình có xây dựng cho mình một cái mục tiêu, một cái kỳ vọng sau này để em đạt được những thành công tốt trong tương lai. Những buổi chia sẻ với các chuyên gia, các diễn giả đã đem đến cho các bạn sinh viên Đại học FPT Cần Thơ những giây phút rất thú vị, vui vẻ. Cùng với đó, các bạn sinh viên đã có thêm phần tự tin, có thêm động lực để thoát khỏi vùng an toàn, và đặc biệt là có thêm những kiến thức thực tế để có thể học tập tốt, trau dồi kỹ năng và tăng trải nghiệm của bản thân để tích lũy kinh nghiệm, có được định hướng công việc tốt nhất cho bản thân. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vững Bước Tương Lai tuần này. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào lúc 16h20 phút Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại trên kênh YouTube của truyền hình Vĩnh Long. Khánh Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.